bốn việc thai nhi rất thích, mẹ có thể thường xuyên làm cho bé. Trong quá trình mang thai, mẹ hãy làm những việc này giúp bé cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn. Thứ nhất, đồ ăn có chút ngọt. Thai nhi của bạn cũng như bao nhiêu em bé bắt đầu phân biệt được các hương vị khác nhau ở tuần 13 đến tuần 15 của thai kỳ. Chính vì vậy, nếu mẹ ăn một chút đồ ngọt, bé sẽ vô cùng thích thú. Đồ ngọt sẽ làm cho nước ối sẽ có vị giống như thức ăn người mẹ nạp vào cơ thể. Và khi trẻ nuốt được, bé sẽ phân biệt được hương vị và phấn khích hơn rất nhiều. Thứ hai, mẹ hãy tắm nước ấm. Trong quá trình mang thai, nếu như thai nhi đủ lớn, bé sẽ có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể mẹ, giúp bé cảm thấy phấn chấn tinh thần. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên tắm ở nhiệt độ ấm vừa phải, bởi khi nhiệt độ của mẹ tăng lên cao lại nguy hiểm cho thai nhi. Ngoài ra, tiếng nước chảy nhẹ cũng giúp bé cảm nhận được tiếng động và thấy thoải mái, thư giãn hơn nhiều. Thứ ba, bé thích được xoa bụng nhẹ nhàng. Trong khi mang thai, mẹ bắt đầu lớn lên, bé có thể tiếp xoa bụng mình một cách nhẹ nhàng. Khi thai nhi lớn tới tuần thứ 20, bé đã có thể cảm nhận được những cảm giác để cảm nhận được mọi thứ từ bên ngoài bụng mẹ. Trong thời gian này, mẹ nên dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên bụng của mẹ để tương tác với bé tốt hơn, giúp bé cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Việc xoa bụng nhẹ nhàng cũng giúp mẹ tương tác trò chuyện với bé, giúp trao đổi với bé nhiều hơn. Thứ tư, bé thích tiếng cười của mẹ. Trong khi mang thai, mẹ đi siêu âm thai chỉ ra rằng thai nhi bắt đầu chuyển động, thích thú đến mức có hành động như bật lò xo khi mẹ cười. Và mỗi lần mẹ cười, bé lại có hành động lặp lại như thế. Bởi khi mẹ cười, sẽ sản sinh ra các hormone hạnh phúc được giải phóng khi bạn cảm thấy tâm trạng vui vẻ và bật ra tiếng cười. Khi mẹ cười sẽ giúp cho bé vui vẻ hơn, giúp em bé sau khi sinh ra trở nên vui vẻ, yêu đời, có thái độ vui vẻ tích cực.